Hai mọi người, 5:20 sáng nha mọi người. Đây mình đến vị trí câu đây. Nay mình đi sớm, hôm qua mình săn khu vực này sảy hàng rất là lớn, sảy nhiều lần. Tối hôm qua về ngủ không được nên là sớm đánh lại. Đang chuẩn bị làm mồi và ra cần nha mọi người. Cầu mồi nha mọi người. Căng ra căng thôi. Căng thôi mọi người ơi. Nay quyết định săn hàng nha mọi người. Hôm qua mình bận dữ lắm. Ăn liền luôn. Con đầu tiên mọi người, rô. Đây là ba rô mọi người. Trời ơi. Sắp cái sạc mọi người. Rồi đúng rồi. Phi mọi người. Nhìn nha mọi người. Bao bự luôn nha.
Vô động người. Vô động bự nghe. Bỏ xuống ăn liền. Cá ăn rồi, cá ăn rồi. Ôi, nó phê mọi người ơi. Rình hồi nãy giờ rất biết cái miền. Quá mập. Quá đã. Vô. Ôi trời. Chạy đi đâu? Thấy con nữa mọi người. Bỏ xuống quốc liền. Quá sướng luôn. Vô bầy rồi. Chợ nó vậy. Nhỏ con lại mọi người. Quên bật cái máy lên nha. Hai chủ. Sảy sáng giờ sảy hai con. Tông vô sen. Mất hai bộ. Cái rô mọi người. Mới vừa bấm máy tắt. Nó ăn luôn. Dinh bự quá đã mọi người. Bao phê về mọi người. Rồi buổi sáng giờ đuối rồi, bao cá về thôi. Bao cá nha anh em. Mấy cây đã xảy mất con phi bự, hai con cá nào không biết mặt mũi nó luôn. Được mấy mày dinh lớn. Còn cái rô đồng nhiều lắm mọi người. Phi cả ký á. Phi đang thui bự chát à. Cá này đã thiệt luôn á. Một con phi cỡ 5 lạng lên bờ sản tiêu. Mày dinh lớn nữa. Đó mày dinh đã không? 5, 6 con mày dinh bự ghê. 7 con. Quá đẹp. Ok nha mọi người.